Trong những ngày đầu tháng 4 này, nhóm phóng viên chúng tôi có dịp đến xã Tân Nam, huyện Quang Bình và được chứng kiến các hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian của xã. Hội nghệ nhân dân gian xã Tân Nam, huyện Quang Bình được thành lập năm 2013 với 112 hội viên. Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2017 của Hội nghệ nhân dân gian xã Tân Nam đã đề ra phương hướng hoạt động tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những năm qua, Hội nghệ nhân dân gian xã Tân Nam, huyện Quang Bình đã góp phần rất lớn trong cuộc vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thông qua các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, các hội viên đã trao đổi giúp đỡ nhau về vốn, giống, cây trồng vật nuôi. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Với vai trò của tổ chức hội đã giúp cấp ủy chính quyền địa phương hạn chế được các hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, cúng bái, đám tang. Đó có cấp ủy đảng, chính quyền các ngành đoàn thể là cũng quan tâm đến dân tộc chúng tôi và quan tâm đến thôn bản chúng. Các ngày lễ, ngày Tết chúng tôi cũng được luyện tập để cho tất cả những tuổi thanh niên, những người có năng khiếu thường xuyên luyện tập để đi chào mừng các ngày lễ. Những cái trước đây thì những cái lạng hậu, các tập quán lạng hậu chúng tôi sẽ xóa bỏ dần dần đi cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng toàn là những cái nào là đi theo phù hợp với xã hội này, chúng tôi hoàn toàn là dạy cho những lớp trẻ, thanh niên, cả nam, cả nữ. Vâng, em là thế hệ trẻ nên là bọn em cũng biết là tiếng dân tộc bây giờ là mai một rồi, bọn em cũng sẽ cố gắng để duy trì và mong muốn là các lớp già nó sẽ truyền cho chúng em và chúng em sẽ là thế hệ trẻ thì chúng em sẽ cố gắng duy trì và học tập theo các thế hệ già. Trong hoạt động văn hóa văn nghệ xây dựng đời sống văn hóa, Hội nghệ nhân dân gian xã Tân Nam đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng hương ước thôn bản, nâng cao ý thức chấp hành của người dân và hội viên. Hưởng ứng phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, Hội nghệ nhân dân gian xã đã giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục, văn hóa môi trường. Hội nghệ nhân dân gian xã thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa hát phục vụ nhân dân. Đến nay thì toàn thể Hội nghệ nhân dân gian của xã Tân Nam đã thực hiện rất là tốt, tổ chức sinh hoạt hàng tháng một lần tại trụ sở thôn. Các cái hội nghệ nhân đã có cái tài năng thì đã được luyện tập thêm và phát triển thêm. Những cái hội nghệ nhân mà muốn từ trước nay đến nay muốn được học thì chưa có chỗ để mà học thì hiện nay đã được học tại các cái trụ sở thôn. Thì qua cái hội nghệ nhân dân gian này thì bà con hiểu được về phong tục tập quán địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày một khởi sắc. Do duy trì tốt hoạt động của hội nên đã thu hút được rất nhiều hội viên tham gia. Đến nay đã phát triển được nhiều hội viên mới tham gia vào tổ chức hội. Nhiều hội viên tiêu biểu trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thầy cúng, làm nghề truyền thống như ông Khiêm Văn Kinh, Phượng Văn Phú, Phượng Mùi Triều, Phượng Trời Quấy, Phượng Quầy Lụa, Phượng Mùi Nhít, v.v. Thưa quý vị, thưa các bạn, dân tộc Dao có những nét văn hóa đặc sắc riêng, góp phần quan trọng làm phong phú đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Các làn điệu dân ca, màn múa hát của người Dao thể hiện nếp sống văn hóa, phản ánh về tâm tư, nguyện vọng, quan niệm của người Dao về các sự vật, hiện tượng và tất cả là hơi thở cuộc sống của họ. Đối với nét đẹp văn hóa thể hiện trong làn điệu dân ca dựa trên âm hưởng văn hóa dân gian của dân tộc, trong quá trình sinh hoạt, lao động sản xuất, họ tự sáng tác cho phù hợp với thực tế cuộc sống như hát trong các ngày hội, trong lao động sản xuất, trong giao lưu bạn bè, trong đám cưới, nhưng vẫn giữ nguyên giai điệu mang bản sắc đặc trưng riêng của dân tộc mình.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hát giao duyên của người Dao có những nét rất đặc biệt, thể hiện sự tế nhị trong quan hệ tình cảm giữa nam và nữ. Tất cả tình cảm, những điều muốn nói, họ đều gửi gắm trong câu hát. Khi người con trai gặp người con gái, muốn làm quen, tỏ tình, họ sẽ hát. Và cứ như thế, họ hát đối đáp nhau thay cho lời tâm sự. Rồi họ có thể trở thành vợ, thành chồng. Văn hóa trong hát giao duyên, múa của người dân tộc Dao ở Hà Giang rất phong phú và đa dạng, được thể hiện trong lễ hội, trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư nơi đây. You know, hey, for my own.
Lúa yun ế mài á tháo, giỏi phiêu tháo ế ế. Yun á tào, phiêu chín mạn xin ế chiêu. Lia chi si wa yeo chuang bai fu a lin min ko zoi o wai hai man chai chẳng phun tỉ lúa hồng có giỏi vậy chi phú y chiều đông hà thiên bùn tài sai duẩn miễn phàn sai chàng ấy khoan phía mô ơi hầu mẹ ngã tuân hồ tàn hơi bao nà xin khoan hà nô mi hoa tiêm lỡ quê chia mà tại phu ơi dìa vin vin sao tăng dìa phải hòng phải hòng có gian ôi dầu bên mạn chiều mong cao chấm nên chít nhu duẫn ơi đồng hăng nhu nô tàu siêu dĩa chạy phun xa mà yun san chiêm tòng sai sang ấy em đâu nhiều than nhảm tiền ấy hãy nhớ tàng ô bường rồi mãn tiêu xin dâu chia tổ quá phiếm ấy mày xưa có biểu tình hãy bảo mạng rồi rồi liệm mà phiếm tình liệm ấy vườn trang có dù nổ tàu hơi mãn phiêu mà
Thưa đồng bào, quý vị và các bạn, những làn điệu câu hát dân ca dao xã Tân Nam, huyện Quang Bình đã khép lại chương trình Sắc Màu Văn Hóa ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.